Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, Ukraine đang thiếu nhân lực trầm trọng trên chiến trường và rơi vào tình thế nguy hiểm khi Nga tiến công dồn dập nhằm tận dụng thời cơ khi vũ khí phương Tây viện trợ vẫn chưa đến. Sự bối cảnh đó, giới chức Ukraine đã đề nghị các đối tác Mỹ và NATO giúp Kiev đào tạo 150.000 tân binh gần chiến tuyến hơn để có thể triển khai nhanh hơn. Tuy nhiên, quyết định như vậy có thể làm mờ đi ranh giới đỏ trước đó, đồng thời đẩy Mỹ và châu Âu can dự trực tiếp hơn vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trước lời thỉnh cầu, NATO đưa quân đến để huấn luyện lực lượng Kiev của Ukraine, Mỹ cho đến nay vẫn nói không. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Charles Q. Brown Jr. nhận định rằng việc NATO triển khai sĩ quan huấn luyện ở Ukraine là điều không thể tránh khỏi. Ông Brown cho hay, theo thời gian, cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải làm như vậy. Ông Brown cũng thừa nhận, việc triển khai lực lượng huấn luyện của NATO bên trong lãnh thổ Ukraine sẽ khiến họ gặp nguy hiểm và rất có thể điều này sẽ dẫn tới tình huống phải quyết định nên sử dụng hệ thống phòng không quý giá để bảo vệ các sĩ quan huấn luyện hay bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine gần chiến trường. Là một thành viên của NATO, Mỹ có nghĩa vụ hỗ trợ phòng thủ trước bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các sĩ quan huấn luyện. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với nguy cơ khiến Mỹ can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà Trắng vẫn kiên quyết quan điểm không đưa quân đội tới Mỹ để chiến đấu, bao gồm cả các sĩ quan huấn luyện tới Ukraine. Chính quyền Mỹ cũng kêu gọi các nước đồng minh NATO không gửi quân đến Ukraine. Đầu năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là người đầu tiên đưa ra phương án triển khai quân đội phi chiến đấu đến Ukraine. Ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ của các thành viên NATO ở vùng Baltic, nhưng nhanh chóng bị các nhà lãnh đạo thận trọng hơn như Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz bác bỏ. Cố vấn an ninh quốc gia Estonia cho biết, nước này không loại trừ khả năng gửi quân tới miền Tây Ukraine để đảm nhận vai trò hậu phương nhằm giúp Ukraine giải phóng lực lượng và đưa ra mặt trận. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian vào tuần trước, Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis bày tỏ ủng hộ lập trường của Tổng thống Pháp. Quân đội của chúng tôi đã huấn luyện người Ukraine ở Ukraine trước khi xung đột bùng phát, vì vậy việc quay trở lại là hoàn toàn có thể. Quân đội Ukraine đã tiến hành huấn luyện cho quân đội Ukraine ở Ba Lan, Đức và Mỹ, nhưng việc đưa binh sĩ từ Ukraine ra nước ngoài huấn luyện tốn nhiều thời gian. Các quan chức Mỹ thừa nhận rằng chương trình huấn luyện hiện tại của lực lượng Ukraine là chưa đủ và họ cần được huấn luyện tốt hơn, nhanh hơn để đẩy lùi những cuộc tấn công dự kiến của Nga vào mùa hè năm nay. Mỹ từng giúp điều hành chương trình huấn luyện của NATO tại Yavoriv, phía tây Ukraine, nhưng binh sĩ Mỹ đã rút khỏi đó khi xung đột bắt đầu bùng phát. Hơn nữa, việc huấn luyện của Mỹ và đồng minh không phải lúc nào cũng thành công. Trước cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023, các đơn vị Ukraine được huấn luyện ở Đức về tác chiến cơ động, giả phá bom mìn và các nhiệm vụ khác. Dù vậy, học cách sử dụng xe tăng, pháo binh và bộ binh một cách phối hợp là điều khó khăn, đặc biệt trong khoảng thời gian 12 tuần ngắn ngủi. Một vấn đề nữa là Ukraine đang phải đối mặt với một chiến trường khốc liệt hơn và cũng rất khác những gì mà lực lượng Mỹ đã chiến đấu trong những năm gần đây. Các quan chức quân sự thừa nhận, việc chuyển hoạt động huấn luyện tới Ukraine sẽ cho phép các sĩ quan huấn luyện của Mỹ thu thập thông tin nhanh hơn về những thay đổi đang diễn ra trên chiến tuyến của Ukraine, từ đó cho phép họ điều chỉnh quá trình huấn luyện của mình một cách phù hợp hơn. Một quan chức Mỹ đầu tuần này cho biết, huấn luyện quân đội Ukraine ở Lvov, gần biên giới phía tây của nước này với Ba Lan, có thể là một lựa chọn. Thực tế, Nga đã tập kích vào khu vực phía tây Ukraine như Lvov. Cách đây vài tuần, tên lửa hành trình của Nga đã đánh vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở đó. Một số quan chức nói rằng số lượng lớn tân binh của Ukraine có thể vẫn được gửi đến các thao trường huấn luyện rộng lớn ở Đức và Ba Lan, nhưng điều đó đi kèm với những khó khăn về mặt hậu cần khi các binh sĩ Ukraine phải di chuyển đến cơ sở huấn luyện của quân đội Mỹ, thực hiện các cuộc diễn tập phức tạp và sau đó đi gần 1.600 km qua Lvov trở về Kiev để triển khai ra tiền tuyến. Evelyn Farkas, cựu quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc về Ukraine dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama bình luận, hãy nhớ rằng vào năm 2014, chúng ta đã gửi quân đến Ukraine để huấn luyện lực lượng Ukraine ở miền Tây nước này và chúng ta đã liên tục luân chuyển lực lượng này cho đến năm 2022 mới rút đi. Không có gì ngạc nhiên khi hiện tại các thành viên NATO
và ban lãnh đạo liên minh đang cân nhắc cách hỗ trợ Ukraine một lần nữa ở hậu phương, nhất là khi Ukraine đang thiếu hụt nhân lực ở mặt trận. Điện Kremlin nhiều lần cảnh báo NATO không được triển khai bất kỳ lực lượng nào tới Ukraine. Bình luận về đề nghị của Ukraine nhằm kêu gọi NATO triển khai lực lượng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng sự can thiệp trực tiếp trên thực địa của quân đội các nước NATO vào cuộc xung đột này có thể gây ra mối nguy hiểm to lớn. Vì vậy, chúng tôi coi điều này là một sự khiêu khích cực kỳ lớn và tất nhiên chúng tôi đang theo dõi rất sát sao." Thưa quý vị, Moscow mới đây đã lên tiếng cảnh báo Mỹ và phương Tây đang đùa với lửa khi cấp vũ khí cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra tuyên bố hôm 17 tháng 5. Vào ngày 16 và 17 tháng 5, chính quyền Kiev đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và xuồng không người lái vào Crimea, vùng Krasnodar và các khu vực khác của Nga. Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra sau khi căn cứ không quân Belbek ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea, khu vực sáp nhập vào Nga từ năm 2014, bị tập kích liên tiếp trong 2 ngày. Ukraine bị nghi sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công vào bán đảo Crimea. Bà Zakharova cảnh báo: "Một lần nữa, chúng tôi muốn cảnh báo rõ ràng với Washington, London, Bruxelles và các nước phương Tây khác, cũng như Kiev, nước đang nằm dưới sự kiểm soát của họ, rằng họ đang đùa với lửa. Nga sẽ không để yên cho những hành động xâm phạm lãnh thổ của mình mà không đáp trả." Bà Zakharova chỉ ra rằng, đằng sau những cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây vào lãnh thổ Nga, có thể thấy rõ bóng dáng của Mỹ và Anh khi hỗ trợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Họ không chỉ cung cấp cho ông ấy tên lửa tầm xa hơn và vũ khí hạng nặng, mà còn cho phép sử dụng chúng để chống lại nước Nga, do đó góp phần làm xung đột leo thang hơn nữa", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói, đồng thời đề cập đến các chuyến thăm gần đây của các quan chức phương Tây tới Kiev. Mỹ và các đồng minh đã dồn hàng loạt vũ khí, đạn dược trong kho tới Ukraine trong 2 năm qua, và nhiều quốc gia đã đối mặt với tình trạng cạn kiệt đạn dược. Nga nhiều lần chỉ trích phương Tây chuyển vũ khí cho Ukraine, đồng thời cảnh báo các nước thành viên NATO đã trở thành bên tham gia trực tiếp vào xung đột ở Ukraine. Moscow tuyên bố, Nga coi những vũ khí này là mục tiêu tấn công thích đáng. Tình hình leo thang hơn gần đây, khi Anh tuyên bố dỡ bỏ hạn chế đối với vũ khí nước này cung cấp cho Ukraine. Ngoại trưởng Anh David Cameron khẳng định, Ukraine có toàn quyền sử dụng vũ khí của Anh để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Lập trường này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Điện Kremlin, cho rằng đây là động thái leo thang căng thẳng trực tiếp. Trong chuyến thăm Washington hôm 14 tháng 5, David Arakhamia, lãnh đạo Đảng Phụng sự Nhân dân cầm quyền tại Quốc hội Ukraine cho biết, vấn đề chính hiện nay là chính sách của Nhà Trắng đang hạn chế khả năng của Kiev trong việc tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Oleksandra Ustinova, người đứng đầu Ủy ban Vũ khí và Đạn dược của Quốc hội Ukraine cho biết, "Chúng tôi thấy quân đội của Nga đóng quân cách biên giới Nga chỉ 1 hoặc 2 km, nhưng chúng tôi không thể làm được gì." Nghị sĩ Ukraine nói thêm, "Các ông đưa cho chúng tôi một cây gậy, nhưng lại không cho chúng tôi sử dụng nó." Các nghị sĩ Ukraine đã lên lịch họp với hơn 10 văn phòng Quốc hội Mỹ để vận động thay đổi chính sách. Bất chấp những nỗ lực của họ, hai quan chức Mỹ xác nhận với Politico rằng lập trường của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn không thay đổi. Một quan chức Mỹ cho biết, viện trợ của Mỹ nhằm mục đích phòng thủ, không phải cho các hoạt động tấn công trên lãnh thổ nước Nga. Đề cập đến vấn đề gây tranh cãi về các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga, Ngoại trưởng Antony Blinken nói, "Chúng tôi không khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công bên ngoài Ukraine, nhưng rốt cuộc Ukraine sẽ phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc chiến này." Ngược lại với Mỹ, Anh gần đây đã dỡ bỏ hạn chế đối với vũ khí nước này cấp cho Ukraine. Ngoại trưởng Anh David Cameron khẳng định, Ukraine có quyền sử dụng vũ khí của Anh để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Lập trường này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Điện Kremlin, khẳng định rằng đây là động thái gây leo thang căng thẳng trực tiếp.